Bà có ý tứ muốn gả con cho một trong hai cậu? Như vậy thì tốt quá. Chứng tỏ là bà muốn con làm con dâu của bà. Đây là ý nguyện cuối đời của bà đó con. Bây giờ con tính sao? Dú đã quên con chỉ là phận người ở. Chuyện này đâu đến lượt con tính. Với lại, chắc gì một trong hai cậu ưng con. Con nói vậy chứ mà Dú thấy cậu Vĩnh Đức... Cậu cả sẽ hưởng trọn cái cơ ngơi này. Hân à, làm sao con biết được mà chắc chắn? Như vậy là có ưng cậu cả. Con đã nói với Dú, đâu phải chỉ có con ưng là được. Dú thấy cậu Vĩnh Phúc, lạnh lùng, lại có phần kiêu ngạo. Trong khi cậu Vĩnh Đức thì nồng nhiệt và dễ thương. Y như bà Liên Anh đúng không Dú? Bề ngoài cậu Đức dễ gây được thiện cảm, nhưng khi đụng chuyện thì trở mặt ngay. Cũng giống như năm xưa, cậu ta hùa theo cậu cả để ăn hiếp con vậy. Thiệt tình, Dú cứ tưởng là qua chuyện hồi chiều. Con đã bỏ qua mọi gút mắt với bà rồi. Vậy mà cái suy nghĩ của con vẫn như cũ. Trước giờ bà luôn tỏ ra hiền từ để bù đắp lại những việc mà ông đã làm. Nhưng mà thực chất bà là một người ích kỷ. Con không được nói về bà như vậy. Bà là người tốt. Thưa Dú, không làm điều ác chưa hẳn là người tốt. Suy nghĩ của con là như vậy, và cũng không có ý định nghĩ khác đi.